Hello, xin chào anh em. Đầu năm mới xin chúc anh em sức khỏe. Và hôm nay Tùng tranh thủ làm cái clip tiếp theo để chia sẻ cho anh em về một cái kiến thức cũng rất là quan trọng trong quá trình đệm hát, đó là kỹ năng cảm âm, hòa thanh và học thuộc cái kiến thức về hòa thanh và khái niệm về hòa thanh như thế nào. Thì dựa trên cái hòa thanh đó chúng ta có thể là chơi được tất cả các bản nhạc một cách dễ dàng nha anh em. Rồi, điều đầu tiên nói về cái kiến thức hòa thanh thì chúng ta có hai dạng, một là vòng hòa thanh của hợp âm thứ, hai là vòng hòa thanh của hợp âm trường. Khi đệm các bản nhạc, các ca khúc thì một là người ta đệm đệm trên giọng thứ, hai là đệm trên giọng trường. Như vậy thì để anh em nắm bắt được cái kiến thức này, anh em chỉ cần học cho Tùng hai cái vòng hòa thanh đó là thứ và trường là ok. Vậy thì trong clip này Tùng xin chia sẻ cho anh em nhanh đến một cái phương pháp học các hợp âm, cảm âm và kỹ năng trong các bậc hòa thanh của hợp âm thứ. Đó là một cái tiền đề để anh em có thể nắm vững cái kiến thức này, anh em có thể là chơi được tất cả hàng trăm nghìn bản hát, những cái bài hát khác nhau. Rồi, vậy thì để học cái kiến thức này thì trong vòng hòa thanh nó có rất là nhiều dạng. Nó có thể là anh em cũng đã từng nghe đến những cái vòng hòa thanh 145 rồi 215 rồi 147365. Thì đó là những cái vòng hòa thanh mà anh em khi đánh anh em nhận biết ra cái điều đó, nhưng mà lại ngược lại anh em không tổng tổng hợp và không không cô đọng lại nó được một cái kiến thức để chúng ta đi vào học thuộc nó. Và chính cái ngày hôm nay Tùng sẽ biên soạn ra một cái giáo trình bậc tổng hợp cô đọng nhất trong cái vòng hòa thanh thứ và nó hiệu quả nhất và nó thường hay dùng nhất cho các ca khúc của hợp âm thứ cũng như các bản nhạc. Như vậy thì đó là cái vòng hòa thanh này nó như thế nào? Đó là các con số mà Tùng xin tiết lộ bí mật cho anh em, đó là bậc 1, bậc 4, bậc 7, bậc 3 và bậc 6 và bậc 5. Các con số 1, 4, 7, 3, 6, 5 nó rất quan trọng cho anh em trong cái clip ngày hôm nay. Rồi, việc đầu tiên, bậc 1 nó là chủ âm. Thì thứ, hợp âm thứ thì chắc chắn bậc 1 nó sẽ là chủ âm. Kế tiếp anh em nên nhớ cho Tùng là bậc 4 nó là thứ, bậc 7 là trưởng, bậc 3 là trưởng, bậc 6 là ở quãng trưởng. Và chính bậc 5 nó là một cái hợp âm áp âm và nó quyết định ở cái bậc 5 chính là hợp âm 7. Trong hợp âm 7 này nó đóng cái vai trò quan trọng trong những cái những ca khúc. Ví dụ Tùng nói dựa theo công thức này chúng ta tìm hợp âm, thì bây giờ Tùng sẽ xin chia sẻ cách tìm hợp âm cho anh em trước. Ví dụ dựa vào công thức 1 4 7 3 6 5, trong đó 1 là thứ, 4 là thứ và 7 là trưởng, 3 là trưởng và 6 là trưởng và bậc 5 chính là 7. Thì anh em dựa vào để tìm các công thức. Rồi ví dụ ở đây để xin chia sẻ, Tùng đã làm sẵn cái bộ công thức này và anh em có thể chụp màn hình lại. Từ cái màn hình này anh em chụp cái bộ công thức này và nó là một cái hành trang không thể thiếu được cho anh em trong quá trình chơi guitar và đệm hát. Khi anh em thuộc cái công thức này rồi thì anh em có thể ứng dụng nó để tìm các hợp âm mà mình chưa biết. Ví dụ là re thứ mình chưa biết có hợp âm gì thì mình căn cứ vào đây mình tìm. Mi thứ, ví dụ mình chưa biết được cái vòng mi thứ nó có hợp âm gì thì mình có thể căn cứ vào đây tìm. Si thứ, đô thứ, fa thứ, son thứ, vân vân và vân vân. Thì ở đây Tùng có làm mẫu cho anh em một bộ hòa thanh Tùng đã tìm sẵn dựa trên cái kiến thức này. Đầu tiên ta có la thứ thì la thứ chính là bậc 1. Ta muốn tìm bậc 4 của la thứ trong cái vòng hòa thanh này thì ta đếm là la si do re. Thì re chính là bậc 4 của hợp âm đó. Và ta tìm được re thứ và trong cái bậc 4 của nó là anh em nhìn thấy cái hàng thứ hai Tùng có ghi là bậc 4 của nó là thứ thì anh em điền vào chính là re thứ. Tương tự như vậy, anh em có thể tìm được bậc 7 của nó là son trưởng. La si do re mi fa son thì son chính là bậc 7 của la thì ta có son trưởng tại vì bậc 7 của nó là trưởng. Rồi tương tự như thế anh em đi tìm cái bậc 3 của nó là hợp âm gì thì anh em đếm là la si do. Đếm đến la si do bậc 3 của nó thì ta có cái đô và đô nó chính là cái trưởng. Rồi tương tự như thế thì bậc 6 cũng là trưởng nên là chúng ta đếm đến vị trí số 6 chúng ta có nốt fa trưởng. La si do re mi fa. Rồi tương tự như thế còn một hợp âm cuối cùng đó là hợp âm mi 7. Thì mi 7 chính là bậc 5 của la thứ mà thôi. La si do re mi thì mi chính là bậc 5. Như vậy thì ta có cái gì? Vòng hợp âm la re son do fa mi la. Rồi khi ta có cái vòng hợp âm này rồi thì lúc đó ta đưa vào ứng dụng thực tế. Vậy thì ứng dụng như thế nào? Thì Tùng có khoanh tròn ở cái bậc 1, bậc 4 và bậc 5 nó thì tí nữa anh em thấy cái giá trị của cái hợp âm này nó như thế nào. Bây giờ Tùng xin giải trình một chút xíu, dừng lại ở cái màn hình này một chút xíu để anh em nhìn ra cái nốt khoanh của Tùng. Như vậy tại sao Tùng phải khoanh vòng này? Như vậy trong chủ âm la thứ á, nó sẽ có một cái hợp âm thứ kế tiếp là nó nằm ở bậc 4. Thì chúng ta thấy có hai cái thứ, như vậy thì chính cái la thứ này nó đẻ ra cái re thứ và re thứ này nó cùng dòng máu với cái hợp âm la thứ đó và nó giống như là
con đẻ của hợp âm thứ này nên là đóng một vai trò rất là quan trọng cái hợp âm này, nó không thể thiếu được trong cái bộ hòa thanh của la thứ. Một vấn đề thế kế tiếp nữa là cái hợp âm mi 7, thì cái mi 7 này nó chính là mẹ đẻ ra cái hợp âm la thứ, vì khi nhắc đến mi 7 thường thường ta nghĩ ngay đến nó là thứ, hoặc là khi ta chơi trên một bản nhạc nào đó mà ta đang đứng ở vị trí mi 7 rồi thì cái đường đường cụt cuối cùng người ta luôn luôn trở về cái la thứ để người ta xuất phát. Thì đó là cái mi 7 nó đóng vai trò yếu tố quan trọng, hoặc là trong mi 7 thường thường khi ta rơi vào những cái thế hợp âm mi 7, cái màu của nó thì nó sẽ có xu thế gì nhỉ? Nó trôi về hợp âm la thứ, hoặc là khi một người đàn hoặc là 10 người hát, khi người ta hát trên cái giọng mà nó có cái âm vực trở về mi 7 rồi thì thường thường người ta muốn trở về gì? La thứ. Chính vì vậy, cái bậc 1, 4 và 5 đó là những cái bậc mà quan trọng nhất trong cái hợp âm này, và nó là giống như một cái kiềng ba chân, và nó cũng là một cái khung sườn chính của cái ngôi nhà của hợp âm la thứ này. Anh em nhớ cho Tùng cái điều này về cái kiến thức nhé. Rồi, để đi vào cái vấn đề thực hành thì anh em thấy cái vòng 1, 4, 7, 3, 6, 5 nó như sau. Đây là bậc 1 của nó là la thứ. Kế tiếp ta có re thứ là bậc gì nhỉ? Bậc 4. Son trưởng là bậc 7 và đô trưởng là bậc 3 và fa trưởng là bậc 6 và chính mi 7 chính là bậc 5 của nó và trở về nhà. Như vậy là ta có một cái thứ, hai cái thứ và ba cái trưởng liên tiếp. 1 2 3 đó là gì nhỉ? Son, đô, fa và mi. Chính là bậc hạ áp độc lập nhất của cái hợp âm này để trở về chủ âm. Rồi, khi anh em nắm được cái vòng hòa thanh này rồi thì anh em cũng dựa theo cái kiến thức này, anh em có thể là dựa để làm đếm cái bậc số bậc Tùng đã ghi cho cái công thức, anh em có thể là tìm các hợp âm khác. Ví dụ trên re thứ, anh em có re thứ thì anh em có son thứ, đô trưởng, fa trưởng, si giáng trưởng và la 7 và re thứ. Thì re chính là bậc 1 và bậc 4 của nó là son và bậc 7 của nó là đô, và ba cái trưởng đó, một cái trưởng này, hai cái trưởng và ba cái trưởng. Thì fa chính là bậc 3 và si giáng trưởng chính là bậc 5 và 7 bậc 6 của nó, và bậc 5 của nó chính là cái la 7 và trở về. Tương tự như thế, anh em muốn tìm một bộ hợp âm mi thứ chẳng hạn thì ta có mi. Anh em đếm mi thì anh em đếm mi fa son la thì la chính là bậc 4. Rồi anh em đếm đến vị trí số 7 anh em sẽ có nốt re. Đó, mi gì nhỉ? Fa son la si do re thì re chính là bậc 7 của bộ hợp âm mi thứ. Tương tự như thế thì anh em đến là gì? Mi fa son thì son chính là son trưởng và son chính là bậc 3 của nó. Tương tự như thế anh em đến đến là mi fa son la si do thì do chính là bậc 6 của nó. Rồi, bậc 5 của nó cũng chính là si 7. Rồi anh em trở về nhà thì anh em sẽ biết được tất cả các bộ hợp âm trên cần đàn nha nha. Rồi khi ta có bộ cái vòng hòa thanh này rồi thì bước kế tiếp anh em cần học cho Tùng về cái kỹ năng cảm âm và hòa thanh và sướng âm. Đầu tiên ví dụ anh em đánh trên la thứ, anh em sướng sướng âm cho Tùng cái nốt la. La 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 hoặc là la la. Ít nhất anh em phải sướng âm đúng cái nốt của nó, cao độ của nó. La re son do fa mi la. Rồi anh em đánh cái nốt chính của nó xuống và anh em sướng âm đúng cái cao độ của nó nhé. La. Xong anh em sướng âm quả re. Re re re. Thì anh em nghe bằng nốt re. Re. Rồi anh em sướng âm đúng rồi, anh em qua nốt son son. Do do fa mi la. Khi anh em sướng âm như vậy quen rồi thì tương tự ra âm re thứ, mi thứ, fa thứ sau này nó thành một, thì đây chính là một cái vòng mà cái âm, cái giai điệu của nó luôn đi theo mình, và nó cũng là một cái gì, một cái giai điệu nó ăn vào cái máu, cái cơ thể hơi thở của mình trong quá trình mình chơi nhạc, thì lúc đó anh em sẽ thấy cái tác dụng và cảm âm được tất cả các bài hát nhé. Anh em cứ tập cho Tùng cái vấn đề này rồi Tùng sẽ có những cái clip chia sẻ về cái tác dụng của cái vòng sướng âm này. La re son do đấy chưa, fa mi la. Rồi tương tự như thế thì ví dụ là khi ra re thứ, re son đô fa si la re, tại sao Tùng sướng âm được luôn? Tại vì đã học thuộc rồi thì khi mà sướng âm rất là dễ, và thậm chí là Tùng có thể đã đọc được tất cả các nốt nhạc trên cần đàn một cách nhanh nhất mà thậm chí không cần nốt nhạc nha. Đó. Ví dụ là mình có một cái nốt nào đó hoặc là không có đàn, mình có thể sướng âm được là nốt mi, mi la re son đô si mi, nó chính xác từng nốt một luôn nha. Ví dụ cái vòng hòa thanh và cái bài hát của giai điệu của mi thứ nó sẽ đi theo cái quy trình là mi la re son đô si mi. Rồi
Rồi anh em thử xem đúng nha. Mi mi à, thấy chưa? Mi la, thấy chưa? Tùng chưa đánh, Tùng xuống âm được trước là rê son đô, đô thấp và si thấp, si mi. Tại sao Tùng cảm âm được như thế? Thì trong một quá trình Tùng đã học được cảm âm và xướng âm được tất cả các nốt nhạc trên cần đàn này. Nên là Tùng khi nghe một bản nhạc cũng sẽ biết được nó sẽ về đâu và nó đang đứng ở bậc mấy và hợp âm gì. Thì đây cũng là một cái kiến thức mà Tùng chia sẻ cho anh em xướng âm theo cái kiểu này nha. Khi anh em xướng âm được cái vòng này rồi thì anh em cứ xướng âm. Rồi mi la re son do si mi. Và ta vừa thuộc cái vòng hợp âm này và ta đánh được các hợp âm này, ta di chuyển các hợp âm này tốt và ta xướng âm được nó tốt, thì lúc đó không có một bài hát nào làm khó được cho anh em nhé. Rồi, rồi kế tiếp nữa anh em cần học cho Tùng một cái kiến thức nữa, đó là gì? Trong cái bộ hòa thanh của hợp âm thứ 1, 4, 7, 3, 6, 5 này, anh em phải biết được là cái bậc 1 nó thấp hay là cao, rồi bậc 4 nó thấp hay là cao, hay là bậc 7. Thì trong các bậc, ví dụ là đây là La, thì mình xướng âm là La Re Son Do Fa Mi La. Thì chính La là cái nốt chủ nhà và nó là thước đo cho tất cả các nốt trong cái bộ hợp âm này. Ví dụ là La Re thì Re chính là cái nốt bậc mà nó ở bậc 4 nó sẽ cao hơn ở cái nốt chủ nhà. Đây là thước đo này, mình lấy La làm đo này. La Re thì chính nốt Re nó sẽ là xuống ở đây, nó cao hơn này. Re rồi Son nó trở về đây lùi này. Đây là La thì là Son. Son, Son sẽ thấp nhá. Rồi xuống Đô này, Đô. Như vậy là Đô sẽ cao hơn La ở quãng 3. Thì chính cái Đô này là cái trung âm. Cái âm nó sẽ ở một cái vực trung trung bình và nó hơi cao hơn ở một quãng chủ âm của nó, một quãng 3. Đô, Fa, Fa thấp này. Thì cái quãng 6 của nó là sẽ cái quãng thấp Fa và Mi. Fa, Mi gần nhau nên là hai cái Fa, Mi này, Fa sẽ thấp và Mi sẽ thấp, còn thấp hơn La nữa. Thì chính cái nốt Mi này là nốt cuối cùng, nên là cái nốt này sẽ là gì, nằm trong cái lĩnh vực hợp âm ở quãng thấp Mi. Rồi trở về nhà La. Rồi, như vậy thì đây là thước đo của La. Thì La, Re, Re chính là quãng cao. Rồi Son, Son là thấp. Đô, Đô lên một quãng 3. Đô nó lên một quãng cao, ở quãng 3, trung âm nhé. Rồi Fa, Fa anh em biết là quãng thấp. Và Mi là quãng thấp. Đó, anh em phải nhớ được cái điều này cho Tùng nha. Phải biết được trong cái bộ hòa thanh này là bậc nào là âm cao và bậc nào là âm thấp. Đó, Fa, Mi và về La và về chủ âm. Thì La là trung bình nhất, là thước đo. Từ cái chỗ này ta biết được là từ La, La ta xuất phát, ta đi ra ngoài, ta đi ra ngoài xem là cái thằng nào cao hơn cái La để ta đo nó, anh em hiểu không? Thì từ chỗ này anh em sẽ xác định được là một ca khúc nó sẽ đi lên đi xuống ở đâu và lúc nào thì nó trở về nhà. Đó. Rồi khi anh em cứ nắm được cái kiến thức này và cứ tập theo cái phương pháp của Tùng chia sẻ cho anh em đó, thì lúc đó anh em sẽ đưa vào để ứng dụng cái vòng hòa thanh này. Rồi, để đi đến cái vấn đề thực hành thì anh em ví dụ là Tùng sẽ hát một số ca khúc ở cái vòng hợp âm này để anh em thấy được cái hiệu quả của cái vòng 1, 4, 7, 3, 6, 5 nha. Thường thường thì các ca khúc nó sẽ đi theo cái giai điệu 1, 4, 7, 3, 6, 5 rất là nhiều nha anh em. Anh em không để ý thôi. Nhưng mà có hàng trăm, hàng nghìn bài hát. Nếu mà để Tùng hát từ bây giờ đến hết một cái ngày cũng không thể hết được những cái ca khúc nó nằm trên cái vòng hòa thanh này. Để không có thời gian nhiều trong clip này, Tùng sẽ minh họa cho anh em khoảng 5 đến 7 ca khúc để anh em hình dung ra cái vấn đề đó. Rồi ví dụ là Tùng hát một ca khúc là của Hồ Ngọc Hà. Đêm đi qua con tim buồn ra, cơn mưa đau như cào xé trái tim, đã có lúc vì mình ngấm hát trong em nói nhớ một lời. Ví dụ thế thì có thể là anh em thấy cái vòng hòa thanh khi Tùng mới hát xong có phải nó đi từ bậc 1 không? Đêm đi qua con tim của ra, ra bậc 4 này, rồi về bậc 7 này, cơn mưa đau nhưng cào xé cả tim, lại về bậc 3 này, rồi về bậc 6. Thì có phải nó đi theo cái vòng là 1, 4, 7, 3, 6 và 5 không? Đó. Rồi, để Tùng làm minh chứng tiếp một ca khúc nữa, ví dụ là đánh trên vòng hòa thanh của La Thứ. Thì La là bậc 1, Re là bậc 4, Son là bậc 7, Đô là bậc 3, Fa là bậc 6 và Mi là bậc 5. Thì anh em đánh là ví dụ là đêm đông lao sao, đêm đông nhớ ai, ra bậc 4 này. Đêm đông cô đơn lại về bậc 7, vắng ai, về bậc gì nhỉ, bậc 3. Thấy chưa, 1, 4, 7, 3 rồi 6, 5 trở về nhà. Hoặc là nhiều rất là nhiều ca khúc, ví dụ là tình yêu là thế nhưng đôi khi làm mình say mê, ra bậc 4. Nhưng
ngơ nghe làm mình ngu nghe. Lại về bậc 7 tìm một nửa hạnh phúc rơi lệ. Về bậc nhì 3 rồi về bậc 6 này là thế. Về bậc 5 thì có phải là cái bài này nó đi 1, 4, 7, 3, 6, 5 không? Đó, Tùng chưa cần biết bài này nó là gì, Tùng chỉ lấy cái công thức ra Tùng áp vào nó thôi, thấy đã cái bài này đã xong rồi đó. Hoặc là rất nhiều bài nha nhé. Ví dụ là từ sâu trong đôi mắt này em hờ hững trong như bao ngày là bậc 4 này, mãi chẳng nơi chốn này. Lại về bậc 7 sẽ vội đến và rồi vội đi. Lại về bậc 3 này ta đã về bậc 6 này ta 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 nói đi em ta 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 và hết đường, hết đường đi rồi thì phải về nhà. Thì cái bậc 5 này nó sẽ chốt hạ cho ca khúc. Thì đó là anh chỉ đến bên em lúc buồn và những ngày vui em ở nơi ấy là ra bậc 4. Em chỉ đến bên anh lúc này và hết say em đang ở đâu. Thì hầu như là gì, nó cứ đi theo cái vòng này, đi theo cái vòng này luồn quẩn và nó cũng về nhà thôi. Đó, rất là nhiều bài nha anh em, ứng dụng thực tế anh em thấy. Hoặc là một số dòng của Autoliver này, ví dụ là ta ra ra ti ta ra ra ti ta ra ra ti ta ra ra ti. Thì thấy cái giai điệu của cái bài Autoliver, thấy anh em thấy không, nó đi từ 1, 1, 1, 4 7, 7, 7, 7, 3 về 6, 6, 6, 6 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5 về nhà, thấy chưa? Tức là cái vòng hòa thanh nó đi như thế rất là nhiều nha. Ví dụ là một số bài rumba này của Bằng Tiêu chẳng hạn, như là để nhớ một thời ta đã yêu chẳng hạn. Thì tôi ta đã lớn chơi nhau thế nào, ô da 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 da, bàn tay đã để ta ra. Em thấy không? Tức là 1, 1, 1, 1 gì? 1, 1 rồi 4, 7 rồi 3 rồi 6 rồi 5 rồi 1. Có phải nó đi theo cái vòng gì? 1, 4, 7, 3, 6, 5 không? Nó chính xác tới trình 100% luôn. Thì nhiều lắm, rất là nhiều nha anh em. Ví dụ là Tùng lấy ví dụ là thêm mấy bài nữa cho anh em thấy cái giá trị của cái vòng hòa thanh này. Anh em ứng dụng rất là nhiều, thậm chí làm intro trên vòng hòa thanh này được luôn. Đó. Ví dụ như bài Như Đã Dấu Yêu đi, người ta làm intro trên cái vòng hòa thanh nhỉ, 1, 4, 7, 3, 6, 5 này. Tăng 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 là ra bậc 4 này. Tăng tăng về bậc 7 này. Tăng 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 bậc 3 này. Rồi tăng 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 bậc 6 này. Tăng 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 về bậc 4. Ta 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 ta. Thì anh em dựa vào đây, anh em mai mốt có kiến thức tốt, anh em có thể là ứng dụng trên cái âm giai 1, 3, 5 và ứng dụng trên cái vòng hòa thanh 1, 4, 7, 3, 6, 5 để anh em cũng làm được intro rồi đây, rất là nhanh nhá. Rồi. Vòng hòa thanh 1, 4, 7, 3, 6, 5 rồi, thấy chưa? Đó là trong những cái ca khúc của Trong Đôi Mắt Em Anh Là Tất Cả đấy. Đó là ví dụ Như Đã Dấu Yêu, hoặc là nhiều lắm, tất cả. Ví dụ là một số bài chẳng hạn như là Vì Ai Vì Anh chẳng hạn, người ta làm intro trên 1, 4, 7, 3, 6, 5 tăm 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 tăm. Thì có phải là bậc 1 của Rê Thứ về bậc 4 không? Rồi tăm 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 về bậc 7 của nó, tăm 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 về bậc 3 của nó, tăm tăm rồi về bậc 5 của nó, về nhà. Tâm 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 tâm. Đó, hoặc là vô bài hát thì người ta cũng đi theo cái vòng 1, 4, 7, 3 và gì 6 và 5 mà thôi. Để hát ta ra ra ta ra ta 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 ra ta ra ta 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 ra ta ra ta 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 ra ta ra ta. Thấy chưa? Đừng thương tiếc chỉ ân ta đã mãi quên xa tay. Đó, thì Tùng chỉ đánh theo cái vòng đó thế thôi, là cái bài đó nó đã hay rồi, chưa cần phải thêm cái hợp âm nâng cao và màu mè rất là nhiều nha. Để cái vòng hòa thanh này nó rất là giá trị, Tùng không đủ thời gian để minh chứng cho anh em cái điều này, Tùng sẽ minh họa như thế để anh em thấy cái giá trị cái vòng hòa thanh này, để anh em cố gắng thuộc nó và chơi với nó rất là nhiều bài hát nha anh em. Rồi tiếp tục, và ví dụ là để thêm một vài ca khúc này, anh em thấy cái giá trị của nó này. Dù nàng như một đóa hồng phai, hương sắc heo hon reo những ngày dài. Một mình đi qua trong em, trong em vội nhớ trái tim có đau. Thì có
phải là ví dụ là 1 1 1 1 1 4 rồi 7 rồi 3 rồi 6 rồi 5 không để về nhà, thì cái cánh hồng phai đã xong nằm trong tầm tay của mình rồi, rất là nhiều nha. Rồi một cái vấn đề mà Tùng có khoanh tròn lại trước khi cái bảng mà Tùng có khoanh tròn là cái gì nhỉ? 1 4 và 5 đấy, cái bậc 1 4 5 của nó là ví dụ đánh trong la thứ thì nó có rê thứ và mi 7 đấy. Thì tất cả các ca khúc hầu như là nhiều ca khúc thể loại xì lô rốc, rumba và một số loại của nhạc cha cha, người ta hay viết trên vòng hòa thanh gì 1 và người ta chỉ sử dụng ví dụ trong la thứ thì người ta chỉ sử dụng rê thứ và mi 7 mà thôi. Thì trong cái vòng hòa thanh này anh em có thể hát được hàng trăm ngàn ca khúc thuộc dạng kiểu này nha, 1 4 5 nha. Ví dụ là như con đường xưa em đi vang lên mãi tâm thề, gió hồn dừng tai thề, thì lúc đó người ta chỉ sử dụng bậc 1 và bậc 4 rồi về lại bậc 1, thấy không? Anh làm thơ vu quy lại ra bậc 4, khách qua đường lắng nghe lại về bậc 5, chuyện tình ta đã ghi. Như vậy là trong cái phiên khúc mình chỉ thấy sự xuất hiện 1, 4 và 5 đã hết cái bài con đường xưa em đi trong cái phiên khúc rồi đó. Hoặc là ví dụ là nhiều đêm anh nằm suy nghĩ về những giấc mơ như vẫn còn đây đó, ví dụ là như vẫn còn đây của Huyền Thục chẳng hạn. Thì anh em thấy không, từ là bậc 1 nó về bậc 4 rồi về bậc 5 rồi về bậc 1 đó, rồi lại thấy anh về trong mộng lại bậc 4, nắm tay lại về bậc 5, như vẫn còn đây lại về bậc 1 đó. 1 4 5 thôi đã hát hết cái bài như vẫn còn đây rồi. Rồi thậm chí điệp khúc nó vẫn sử dụng như vậy luôn nha anh em. Đó. I give you my heart, I give you my soul, baby don't go and do you know, anh luôn cần em và anh luôn mãi đợi, người hỡi mong em quay về. Thấy chưa? Thì Tùng chỉ sử dụng 1, 4 và 5 thôi đã đệm được cái ca khúc như vẫn còn đây rồi. Và rất nhiều nữa nha. Tất là nhiều bài lắm. Ví dụ là đánh trên mi thứ đi, ví dụ là la thứ cũng được đi, ví dụ là mi thứ. Nắng chiều lung linh muôn hoa vàng, ta da ta 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 ta. Đó là gì? Khi đánh bài điệp khúc mùa xuân, Tùng chỉ sử dụng gì? 1, 4, 5, 1, 4, 5, 1. Chứ Tùng đâu có sử dụng qua cái hợp âm khác không? Thì nó cũng đã xong cái bài này rồi. Nắng chiều lung linh muôn hoa vàng, ta ra ta ra ta ra ta, bậc 5. Ta ra ta 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 ra ta 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 ta, lại bậc 1. Ta ra ta ra ta ra ta ra ta ta ta, lại bậc 4. Ta ra ta ra ta ra ta, lại bậc 5. Ta ra ta 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 ta. Thì lúc đó mình chỉ gì? Mình chỉ nâng cao về cái cách kỹ năng đệm hát và xử lý về tiết tấu và hợp âm màu nữa thôi. Anh em thấy không? Thì đó là gì? Nếu để cho Tùng hát thuộc cái dạng hợp âm loại này thì Tùng có thể là mô phỏng cho anh em được khoảng vài 300 ca khúc nữa. Tuy nhiên là clip không có cái thời gian cho phép nên là Tùng xin tạm dừng cái clip tại đây. Mong anh em học và cảm âm tốt cái vòng hòa thanh cho Tùng và cái kiến thức Tùng mới trao đổi cho anh em, đó là các con số 1, 4, 7, 3, 6, 5. Trong đó là gì? 1 là thứ, 2 là 4 là thứ và 7, 3, 6, 5 là trưởng. Rồi cái bậc 5 của nó là chính là hợp âm 7 đó. Thì 1, 4, 7, 3, 6, 5. Và anh em luôn luôn nhớ cho Tùng cái công thức này nha. Đó. Rồi học thuộc và cảm âm sướng âm cho Tùng theo cái cách Tùng chỉ hướng dẫn. Rồi mong anh em học thuộc cái công thức này và cảm nhận có cái anh em thấy clip hữu ích và hay thì anh em chia sẻ và follow và đăng ký kênh ủng hộ cho Tùng để Tùng sẽ ra những cái clip tiếp theo hướng dẫn cho anh em về các đệm, các ca khúc hay, cách chơi bản nhạc hay hoặc là và những cái hòa thanh của kế tiếp là hòa thanh trưởng và hòa thanh 7 nha anh em. Thì đây là một trong những hòa thanh thôi, còn những cái hòa thanh khác anh em cần học nữa thì anh em mới đệm được trên những bài hát nó viết ở giọng trưởng hoặc là những cái giọng khác đó. Thì đó là mong anh em ủng hộ, chia sẻ và động viên Tùng để Tùng
có động lực làm những clip tiếp theo. Và xin anh em cảm ơn anh em và đã theo dõi clip này và ủng hộ clip này. Một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những cái clip tiếp theo nhé. Chúc anh em đầu năm mới sức khỏe và học tốt để chơi guitar ngày càng hay nhé. Rồi, xin chào anh em nhé.